Chào bác sĩ, em bị viêm da cơ địa mà chữa trị nhiều nơi không đem lại hiệu quả nhiều. Bệnh vẫn có chiều hướng nặng và lan rộng thêm. Xin hỏi bác sĩ có thể tư vấn giúp em ở Hà Nội có bác sĩ chữa viêm da cơ địa giỏi nào không ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ. Đấy, mình thôi trao đổi viêm da cơ địa là bệnh mãn kinh hay đại phẫu. Nặng nhiều hay nặng ít là do hai yếu tố. Một là yếu tố kích thích của các bạn khá nhiều. Cái thứ hai là các bạn tâm lý của bạn không ổn định trong viêm da cơ địa. Điều trị cứ muốn gì là cho thật nhanh. Thật nhanh thì thật ra thì chúng tôi dùng rất nhanh cho mấy viên corticoid cái bạn xuống ngay. Nhưng khi các bạn rất nặng, do đó các bạn khi điều trị các bạn phải thật cẩn thận, phải thật kiên trì một tí. Chứ còn các bạn nói bảo ai giỏi thì cái này chúng tôi nói đùa với nhau là không có bác sĩ nào giỏi. Bác sĩ nào cũng giỏi, nhưng quan trọng nhất là thuốc cho vào hợp với bệnh nhân. Đấy là cái quan trọng nhất. Do đó các bạn cứ tìm đến cơ sở chuyên khoa da liễu. Nếu mà các bạn đến chỗ cơ sở chuyên khoa da liễu, các bạn đến tìm, ví dụ các bạn đến viện da liễu trung ương chẳng hạn, thì có hai phòng khám, ba loại phòng khám, một phòng khám rất bình thường, một phòng khám theo nhu cầu, và một phòng khám nâng cấp nữa là giáo sư. Nó giá khác nhau thôi. Đấy, các bạn thích vào cấp nào thì người ta sẽ chiều cho bạn theo cấp đó. Do đó mà cũng không thể nào nói là ông nào giỏi, bác sĩ nào giỏi. Quan trọng nhất tôi nói là gì? Bạn dùng thuốc phải hợp trên cơ thể bệnh nhân. Đấy, cái là cái quan trọng phần đầu tiên. Xong rồi mới đến kinh nghiệm của bác sĩ, rồi đến cách cho thuốc của bác sĩ như thế nào đó. Thì lúc đó cái thì phải nói chuyện về sau. Chứ các bạn đừng nói là bác sĩ nào giỏi, bác sĩ nào không giỏi. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ.